Xin chào quý vị, anh em khách quý. Một khi ra đến điều thì anh em mình đã chơi phải hết mình, uống phải hết mình, ăn phải hết cái trình thì cũng biết. Một điều rằng đến với Bia Hồng Quý, anh em mình sẽ được phục vụ đến lần hai nữa. Cái điều thứ hai cũng là điều quan trọng đấy. Anh em mình anh đang uống rượu Kim Sơn thì hùng quý quá anh em. Kim Sơn thì ông chỉ là cho lên sóng luôn, lên sóng. Tôi bảo là mày nghe anh, ok rượu. Sao biểu sao nhân viên phục vụ ở đây tuyệt vời quá nhỉ, sao người nào cũng tuyệt vời. Anh em mình chạm cái cốc bia trước, không rượu sau nhé. Mọi người đều có thái độ rất chân thành. Cầm máy quay anh. Hy vọng anh em trước khi đến với Bia Hồng Quý đừng nên đắn đo một điều gì, đừng nên suy nghĩ là nói thẳng ra tôi đến với Bia Hồng Quý tôi uống, tôi bảo rằng Bia Hồng Quý uống không được, Bia Hồng Quý đã uống quá được, quá ngon, quá tuyệt vời. Đây là có sự từ và tất cả các thứ, đừng ai nghĩ rằng đây là một gì đấy chủ quán không bao giờ có câu chuyện đó. Chủ quán mong muốn mọi người đến đây là sự an lành và sự bây giờ mình hết quay một chỗ bài em hết được chưa rồi ạ. Quay anh em tất cả nhiên phải đến đây cốc bia uống xong bán muốn một cốc bia thật như giả uống xong cốc bia thì bán một phần tiền cốc bia đấy. Anh em phải đến Bia Hồng Quý đến đây là uống, anh em này sinh hoạt phòng quay tay gần với cả cận cảnh đấy, con bao nhiêu một cái này một tờ bán thành công nghe mà đến một tiền ngon. Đến đây đúng không? Cái cốc anh qua vừa uống rất là nó vấn đề nhiều ga và bia ngon hay không, anh có bia uống quá tuyệt vời. Bắt tay đến đây anh em, hãy đến đây. Đang vào trong phòng để anh quay trong phòng, quay ngoài trực tiếp tại trong phòng. Hãy đến đây khách quan mâm nha. Đây một cốc bia ngon hay không, người ta uống xong nó phải còn bọt. Cái bọt kìa. Cái bọt bám bia này. Đây là cốc bia ngon. Bọt đấy, cái bọt bám ở cốc này. Thấp thì gặp thấp, 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 thấp thì g
viên thì cũng người dân cũng nghèo, nên em làm cái quán này không thấy buồn lắm. Vì nếu một quán đặt ở Sài Gòn là Hà Nội nó khác hẳn, nhưng mà em không buồn. Anh gọi lấy lẩu ra, lẩu giá cả, lẩu lẩu nghe không ấy, đúng không ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.